chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một ứng dụng trên điện thoại di động giúp các bạn có thể xử lý được những bức hình đã bị cũ, bị mờ hoặc là bị mất nét, bị nhiễu. Đây là một ứng dụng có trên cả hệ điều hành Android và iOS. Để sử dụng ứng dụng thì đầu tiên là các bạn sẽ vào trong phần cửa hàng, các bạn gõ từ khóa tìm kiếm đó là Remini. Ứng dụng, các bạn có thể download ứng dụng miễn phí. Sau khi download xong thì chúng ta sẽ mở lên và đăng nhập tài khoản. Bắt buộc các bạn phải đăng nhập tài khoản. Chúng ta có thể chọn hai cách, có thể đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc là tài khoản Google. Sau khi đăng nhập xong thì các bạn sẽ được sử dụng miễn phí 3 tấm ảnh một ngày. Hết 3 tấm ảnh này thì các bạn có thể xem thêm quảng cáo để sử dụng, để áp dụng những cái tấm ảnh khác. Nhưng mà hình như là họ giới hạn một ngày các bạn cũng chỉ có thể sử dụng được 10 hoặc 15 tấm ảnh thôi. Nếu mà các bạn muốn sử dụng nhiều hơn thì các bạn có thể đăng ký cái bản trả phí. Đầu tiên là các bạn sẽ chọn những cái tấm ảnh các bạn muốn xử lý. Sau khi chọn xong thì chúng ta tích vào cái nút màu xanh thì cái ứng dụng nó sẽ tự động sử dụng công nghệ AI để nó xử lý những cái hình bị nhiễu, bị mờ.